Bản tin sáng nay của Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca trong nước ghi nhận tại Hà Nội và Đà Nẵng, 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay. Thông tin ca mắc mới cụ thể như sau, ca bệnh 2982 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng, nam 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, làm việc tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 29 tháng 4 năm 2021, Ngày mùng 2 tháng 5, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi và được lấy mẫu ngay. Kết quả xét nghiệm ngày mùng 3 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện phổi Đà Nẵng. Ca bệnh 2985 ghi nhận tại thành phố Hà Nội nam 26 tuổi, có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, bệnh nhân có liên quan dịch tễ, ngồi gần hai chuyên gia Trung Quốc, nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 4 tại tỉnh Yên Bái, trên chuyến bay VN 160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29 tháng 4. Kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh ca bệnh 2983 và ca bệnh 2984 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Hiện các bệnh nhân này được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 4 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 1.607 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay 37 ca.